Ở đây nè anh. Mở cửa. Anh Vũ đúng không? Ờ. Anh Kiên có gọi điện báo em trước rồi. Ờ. Mình vô đi anh. Nè, mấy người làm gì vậy? Buông ra. Làm gì vậy? Giết mày thủ tiêu xác chứ làm gì? Vũ, chuyện này là sao? Vũ, người nhà cô Út đã nhìn thấy mày bên xác của thằng Khôi. Kiểu gì á, họ cũng quy chụp với công an mày là hung thủ. Nếu như mày trốn lệnh truy nã và mất tích thì vụ án này khép lại, và tao cũng thoát luôn tội tình nghi. Khi bị tông xe tải, trước khi bất tỉnh, tao nhìn thấy một đôi chân bước xuống từ xe tải, mặc quần tây, mang về công sở. Lúc đó tao có nghĩ là thằng Khôi, nhưng bây giờ tao có thể chắc chắn kẻ đó chính là mày. Đúng vậy, nhưng bây giờ mày biết được sự thật thì cũng quá muộn rồi. Mà tao cũng không ngại cho mày biết, để khi mày chết mày cũng không phải thắc mắc nữa. Từ bấy lâu nay tao chính là kẻ hai mang. Vừa làm việc cho mày, vừa làm việc cho thằng Khôi. Sau khi lấy được lòng tin của mẹ con nó, tao đã mướn một sát thủ giả bộ giết hụt bà Thanh, vu khống cho mày. Cô Tư Giới, ủa, cậu Vũ? Rồi sau đó cũng dính tao, đã nói tên sát thủ đó, giả bộ để cho mẹ con nó bắt được, và khai ra mày chính là thằng chủ mưu. Ai sai khiến mày giết tao? Mày mà không nói, tao giết mày. Làm ơn tha cho tôi. Là anh Bảo thuê tôi làm, nhưng sau khi tôi thất bại, anh đã thuê thêm nhiều tên khác nữa. Anh nói ai giết được bà Thanh trước thì anh cho thêm tiền là 1 tỷ. Thôi được, cậu phải theo tôi lên đồn công an tố cáo thằng Bảo. Chẳng những tôi đảm bảo cho cậu không ở tù, mà tôi còn đưa thêm cho cậu 1 tỷ nữa. Cậu chịu không? Chịu, miễn không ở tù là được. Tao phải làm như vậy thì mới kích động được mẹ con nó ra tay giết chết mày. Nhưng mà đêm hôm đó tên Thạch đã thất bại, chính vì vậy tao đã lấy xe tải đụng chết cha con mày. Nhưng số mày lớn vẫn còn sống, tao đã tìm mọi cách muốn giết mày chết trong bệnh viện nhưng bất thành. Chính vì vậy, khi mày tỉnh lại trong điên loạn, tao đã nhờ bà Thanh đưa mày về nhà để tránh lộ chuyện. Đó là phòng cách ly, không vô được đâu. Ủa, anh là bạn của Bảo hả? Dạ đúng rồi. Tôi nghe tin anh Bảo bị tai nạn, cho nên ghé qua thăm. Xin lỗi chị, tôi bị cảm. Chào chị. Sau khi mình tỉnh lại, tao cũng đã lên kế hoạch để giết mày, nhưng mày vẫn may mắn để thoát chết. Trời đất, con chó của chị Xuyến mà, sao nằm ở đây vậy?
Chị ơi, có người chị ơi, cứu người. Thôi lên, phụ tôi đỡ dậy, kéo người ta ra chị ơi. Bỏ lên. Khi dụ được mày lên Sài Gòn, tao mới kích động thằng Khôi, để thằng Khôi ra tay giết mày. Chỉ cần thằng Khôi tự tay giết mày, rồi sau đó bỏ trốn vì lệnh truy nã, thì tao sẽ thủ tiêu nó. Lúc đó tất cả mọi tội danh sẽ đổ lên đầu của nó. Không ai nghi ngờ tao hết. Mùa sậy trổ bông, 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1, và xem lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.